Xin được trân trọng và nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân đã đến tham dự lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Quý vị thân mến, và trước khi vào với các nội dung chính của buổi lễ phát động ngày hôm nay, ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình gồm các ca khúc Tiếng hát môi trường sáng tác nhạc sĩ Trần Đăng Thanh Dũng, Một đời người một rừng cây sáng tác nhạc sĩ Trần Đăng Ẩn và ca khúc Chung tay bảo vệ môi trường sáng tác nhạc sĩ Võ Văn Lý qua phần biểu diễn của các cán bộ trung tâm, các cán bộ diễn viên trung tâm văn hóa tỉnh Tuyên Quang biểu diễn. Ngay sau đây chương trình xin phép được bắt đầu.
chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mái nhà dưới chiều, phải đâu trong đùng vui bạn, phải không anh? Về mọi người
chào mừng lễ phát động đến đây xin phép được kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.